Ngày 17 tháng 11, đoàn thể đấu tranh vì quyền lợi lao động tập trung trước cổng viện hành chính, hô to khẩu hiệu kêu gọi viện hành chính hãy nhanh chóng quy hoạch phương án thành lập tiền hưu trí cơ bản, mở buổi tọa đàm cải cách niên kim, cũng yêu cầu cơ quan chính phủ quy hoạch phương án cấp đủ một lần tiền hưu trí cho người lao động nước ngoài trước khi về nước. Đoàn thể lao động cho rằng người lao động nước ngoài được áp dụng chung với luật lao động cơ bản, cùng nhau đóng góp sức lao động như người lao động bản địa, nhưng lại không được đảm bảo về chế độ hưu trí. Vì vậy yêu cầu chính phủ nên quy hoạch phương án cấp đủ một lần tiền hưu trí cho lao động nước ngoài khi về nước, xóa bỏ vấn đề bóc lột đối với lao động di trú. Vì đoàn thể lao động tỏ ra bất mãn trước việc đại diện của Bộ Lao động không thể đưa ra lời hứa hẹn và thời gian cụ thể đối với sự cải cách về tiền hưu trí, nên từng xông vào hàng rào dẫn đến cuộc xung đột, cuối cùng vẫn bị lực lượng cảnh sát giải tán. Bộ Lao động cho biết, người lao động nước ngoài có tham gia bảo hiểm lao động khi phù hợp với điều kiện tuổi tác và thâm niên hưu trí, có thể theo quy định nộp đơn xin lĩnh tiền hưu trí trước khi về nước, không ảnh hưởng đến vấn đề quyền lợi của người lao động. Thêm tin mừng đầy hứa hẹn chống COVID-19, ngày 16 tháng 11, công ty sinh học Moderna loan báo kết quả thử nghiệm vaccine đạt hiệu quả 94,5%, vượt hơn hiệu quả 90% của hãng dược Pfizer. Our vaccine, mRNA-1273, is able to prevent COVID-19 disease, including severe disease in people who've received it. It's really just a milestone, though. Liên minh châu Âu đã dự báo sẽ mua hơn 400 triệu liều vaccine và nước Anh là 5 triệu liều. Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ hoan nghênh với loại vaccine của Moderna, nhưng Tổng Giám đốc WHO ra cảnh cáo không nên chỉ dựa vào vaccine để chấm dứt đại dịch. A laissez-faire attitude to the virus, not using the full range of tools available, leads to death, suffering and hurts livelihoods and economies. This is not the time for complacency. Vaccine của hãng Pfizer được công bố trước đây với yêu cầu phải bảo quản ở nhiệt độ dưới 75 độ C, trong khi hãng Moderna thì không cần bảo quản ở nhiệt độ cực thấp. Nếu cất vào tủ lạnh cũng được bảo quản trong một tháng, có lợi hơn trên đường phân phối vận chuyển. Hãng Moderna tiến hành thí nghiệm với 30.000 tình nguyện viên ở Mỹ. 50% người được tiêm 2 mũi, cách nhau 4 tuần, còn nửa số còn lại được tiêm vaccine giả. Trong thời gian theo dõi, có 95 người thử nghiệm nhiễm COVID-19, trong đó chỉ có 5 người được tiêm trộn vaccine, còn lại 90 người đều được tiêm vaccine giả. Trong số 11 người bệnh nặng, toàn bộ được tiêm vaccine giả. Từ kết quả này cho thấy vaccine có công hiệu, đồng thời có thể phòng ngừa được bệnh nặng. Gần đây, giá cả bắp cải trên thị trường tăng vọt khiến sản phẩm bắp cải ngoài chợ trở nên ế ẩm. Theo nhóm tiểu thương tiết lộ, năm nay giá cả bắp cải vẫn tiếp tục tăng mạnh. Đến giữa tháng 11, giá bán vẫn nằm trên khung giá 40 đài tệ, đã tăng lên gấp lần so với những năm trước chỉ trong khoảng 20 đài tệ một cân đài, khiến người tiêu dùng phải choáng với mức giá cao như thế. Theo thông tin của thị trường giao dịch bán sỉ nông sản phẩm, vào đầu tháng 11 ở thị trường khu Đài Bắc giá bắp cải là 25,6 đài tệ 1 kg, đạt lượng giao dịch là 3.455,4 tấn. So với cùng kỳ năm ngoái có giá bán là 13 đài tệ 1 kg, với mức giá tăng lên 96,5%. Trước tình hình giá bắp cải tăng vọt như thế, Sở Lương thực và Nông nghiệp nêu ra, mùa thu hoạch bắp cải là vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 bắt đầu trồng trọt, cộng thêm nhiệt độ ở đồng bằng nắng nóng là ít mưa, khiến sản lượng không như mong muốn. Cùng với sản lượng đang tăng dần, dự kiến giá bắp cải sẽ trở nên ổn định vào tuần tới. Vào ngày 20 tháng 11 sắp tới, Ủy ban Bảo hiểm Y tế sẽ mở phiên họp thảo luận phương án điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế. Gần đây, ông Trần Thị Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi nêu rõ, do tài chính quỹ bảo hiểm y tế bị thâm hụt nặng nề, cần phải điều chỉnh phí đóng bảo hiểm y tế lên cao hơn. Hiện nay, theo phiên bản đề xuất của Bộ Y tế sẽ nâng phí đóng từ khoảng 5,25% tới 5,55%, ước tính mỗi người phải đóng thêm 100 đài tệ hàng tháng. Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết, cùng với xu hướng già hóa dân số và sự ảnh hưởng từ phí trợ cấp cho thuốc mới, khiến việc bội chi bảo hiểm y tế càng tăng cao. Mặc dù hàng năm đã rút vào hơn 40 tỷ đài tệ từ phí bảo hiểm bổ sung, nhưng 3 năm nay khiến tài chính thu chi vẫn bị lỗ lã. Xét theo quy định của luật bảo hiểm y tế toàn dân, để giữ ổn định cân bằng tài chính sẽ áp dụng cơ chế liên đới, đề xuất phương án tăng phí đóng bảo hiểm cho Ủy ban Bảo hiểm Y tế thảo luận.